Xin chào các bạn, trong một lần ghé qua cửa hàng thức ăn nhanh, tôi đã đặt một suất đùi gà chiên giòn cùng với khoai tây. Món gà được làm với lớp bột bên ngoài giòn, bên trong mềm và rất ngon. Bên cạnh có kèm một ly Pepsi mát lạnh. Hôm nay chúng ta sẽ làm một menu giống y như thế để ăn ngay tại nhà. Trước tiên, tôi cần chuẩn bị 4 chiếc đùi gà còn tươi. Bạn có thể mua chúng ở chợ hay các siêu thị. Ta sẽ lấy một cái thau, cho nước vào, thêm hành tím đã cắt nhỏ cùng một ít muối và giấm ăn. Sau đó cho tất cả đùi gà vào ngâm trong khoảng 30 phút để chúng giảm bớt mùi tanh, đồng thời giúp thịt gà được săn chắc hơn. Sau thời gian ngâm, tôi sẽ chắc hết nước ra, rửa lại một lần nữa cho sạch, rồi bắt đầu ướp gia vị cho chúng. Gia vị của món hôm nay sẽ bao gồm muối, bột hành, bột tỏi, bột ớt, hạt nêm và một ít tiêu xay. Ta sẽ cho hết các loại gia vị này vào trong tô đùi gà, trộn đều tất cả chúng lên. Khi đã trộn xong, tôi sẽ cho tiếp 30g bột chiên giòn và khoảng 40ml sữa tươi, trộn lên một lần nữa, sau đó để yên trong khoảng 60 phút cho các gia vị được thấm đều đến tận bên trong của phần thịt. Khi đã ướp gà đủ thời gian, chúng ta lấy một túi zipper, cho vào một lượng bột chiên giòn. Tôi sẽ lấy đùi gà, cho vào bên trong túi, gài miệng lại và lắc đều tay cho phần bột trắng phủ đều xung quanh, rồi lấy nó ra. Ta sẽ làm tương tự như thế cho hết các đùi còn lại. Bạn thấy đùi gà đã được phủ một lớp bột trắng tinh như thế. Tôi sử dụng một cái tô lớn, cho vào khoảng 100g bột chiên giòn, đập thêm một quả trứng gà. Sau đó cho tiếp bột tỏi, bột hành, bột ớt, hạt nêm cùng 60ml sữa tươi không đường, rồi trộn đều tất cả lên để chúng tạo thành hỗn hợp có vẻ hơi sệt như bạn thấy. Lúc này tôi sẽ lấy từng đùi gà, nhúng ngập trong hỗn hợp vừa mới làm xong này. Sau đó cho nó vào túi zipper có bột chiên giòn sẵn, đồng thời lắc đều lên giống như lúc nãy cho phần bột trắng được áo đều xung quanh lớp vừa nhúng. Bây giờ các đùi gà đã phủ bột xong, ta sẽ bắt chảo lên bếp, cho nhiều dầu ăn vào và đun cho dầu nóng lên. Khi dầu đã được làm nóng, bạn cho đùi gà vào chảo và chiên với lửa nhỏ vừa trong khoảng 2 phút để lớp bột bên ngoài được giòn, sau đó chỉnh lửa nhỏ xuống thêm. Đùi gà nên được chiên ngập trong dầu để khi chín chúng sẽ có màu đẹp hơn. Ta sẽ chiên thêm khoảng 8 đến 10 phút nữa nhằm đảm bảo phần thịt được chín đến tận bên trong. Sau một thời gian chiên, lớp bột bên ngoài đã chuyển sang màu vàng nâu. Tôi sẽ gấp tất cả ra, cho lên giấy thấm dầu. Bạn thấy chúng ta đã có được những chiếc đùi gà chiên giòn với lớp bột màu nâu vàng, nở đều, trông có vẻ rất giòn và ngon. Tôi sẽ để yên cho chúng nguội đi một chút. Trong thời gian này, chúng ta sẽ làm thêm một ít khoai tây chiên để ăn kèm. Tôi lấy 2 củ khoai tây, gọt hết lớp vỏ bên ngoài, rửa lại với nước cho sạch. Sau đó cắt khoai ra thành những đoạn dài, rồi cho vào thau nước chanh muối đã được chuẩn bị sẵn. Ta sẽ đảo đều tất cả lên, chắc bỏ phần nước ngâm đi, rửa lại một lần nữa cho sạch và để cho ráo nước. Bạn có thể dùng khăn giấy để thấm cho khoai mau khô hơn cũng được. Tiếp theo, tôi sẽ đun nóng dầu trên bếp, chỉnh lửa nhỏ vừa, sau đó cho khoai tây vào và chiên trong khoảng vài phút cho đến khi lớp bột bên ngoài của khoai hơi chuyển sang màu trắng. Lúc này tôi sẽ vớt tất cả khoai ra, để yên một lúc cho chúng nguội đi. Sau đó cho khoai trở lại vào chảo và chiên tiếp lần thứ hai. Khi khoai đã chuyển sang màu vàng đậm, tôi sẽ vớt chúng ra, cho lên dĩa có lót sẵn giấy thấm dầu. Với hai món đã được làm xong, ta cần dọn chúng ra để ăn. Tôi sẽ cho cả hai dĩa vào một cái khay, thêm một chén nhỏ chứa tương ớt và tương cà, kèm theo vài miếng khăn giấy, rồi đem tất cả ra bàn. Ta cũng lấy một ly thủy tinh, cho đá viên vào, sau đó khui một lon nước ngọt, chế vào gần đầy ly và đặt bên cạnh phần thức ăn. Bây giờ, bạn có thể bắt đầu thưởng thức món gà rán chiên giòn tự làm tại nhà cùng với khoai tây chiên và một ly Pepsi mát lạnh. Trông chúng thật hấp dẫn, giống như một combo trên menu của nhà hàng KFC. Đùi gà rán có lớp bột bên ngoài giòn, phần thịt bên trong còn ấm và mềm, thấm gia vị và rất vừa ăn. Khoai tây chiên còn nóng ăn giòn nhẹ, kết hợp với nước ngọt mát lạnh sẽ làm bữa ăn của bạn thêm thú vị. Gà rán chiên giòn với cách làm không quá khó, khoai tây chiên cũng đơn giản cùng với nước ngọt có sẵn. Bạn có thể tự làm thực đơn này tại nhà để mời mọi người trong gia đình cùng thưởng thức một kiểu thức ăn nhanh rất được yêu thích hiện nay.